Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tập đoàn năng lượng tái tạo Ortex dừng đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam cam kết chuyển đổi xanh. Ngày 21 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin tập đoàn năng lượng tái tạo Ortex dừng toàn bộ kế hoạch điện gió ngoài khơi Việt Nam. Theo đó, tập đoàn năng lượng tái tạo Ortex do chính phủ Đan Mạch chiếm cổ phần chi phối quyết định tạm dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. RFA cho biết, tờ báo mạng Việt Nam Finance loan tin ngày 21 tháng 11 dẫn nguồn từ Autex Việt Nam về kế hoạch không nập lại hồ sơ, xin chấp thuận các công tác khảo sát, đánh giá tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cũng như sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động phát triển nào cho các dự án điện gió ngoài khơi chung của hai bên. Ortes sẽ không gia hạn biên bản ghi nhớ với đối tác Việt Nam. Theo AFA, vào giữa tháng 10, liên danh Autes và TNT Group tại Việt Nam cũng có thông báo đến Ủy ban Nhân dân hai địa phương là Hải Phòng và Thái Bình về quyết định dừng các dự án tại Việt Nam, không tiếp tục đầu tư, phát triển hai dự án siêu điện gió ngoài khơi mà liên danh thực hiện trong thời gian qua. AFA cho biết thêm, Ortex đến Việt Nam vào năm 2021, ngày 1 tháng 11 năm 2022, liên danh TNT Group và Ortex đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam trong việc phát triển điện gió ngoài khơi. Và đây là hình bản tin trên AFA. Ngày 22 tháng 11, báo Cà phê Bi cho biết sau 3 năm có mặt tại Việt Nam, Ortec đã có những đề xuất táo bạo, nhiều hoạt động nghiên cứu có giá trị và một kế hoạch đầu tư điện gió lên đến 30 tỷ đô la để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi cùng với tập đoàn TNT Group. Nhưng sau hơn một năm triển khai, Ortec đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Cà phê Bi cho rằng việc Ortex dừng đầu tư tại Việt Nam gây bất ngờ cho nhiều người bởi Việt Nam được đánh giá nhiều tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi. Cà phê Bi dẫn Ortex cho hay, các chính sách chủ chốt liên quan đến triển khai và mua điện từ dự án điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả sau khi quy hoạch điện thứ 8 được phê duyệt, vẫn phải chờ kế hoạch xác định phân bổ, mục tiêu công suất cho từng thời kỳ cũng như quy định hướng dẫn về cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Do chưa có chính sách rõ ràng, thống nhất nên nhà đầu tư chưa mạnh dạn rót hàng tỷ đô la vào các dự án. Hơn nữa, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế bán điện vẫn chưa rõ ràng. Và đây là hình Việt Nam từng cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi xanh để được nhận gói hỗ trợ 15,5 tỷ đô la. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2022, G7 đã công bố gói tài chính 15,5 tỷ đô la hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải carbon theo thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo thỏa thuận này, Việt Nam cam kết hành động mạnh mẽ để chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy công bằng và công lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Việt Nam liên tục bắt giữ các nhà hoạt động môi trường, bất chấp quốc tế phản đối. Những nhà hoạt động môi trường bị bắt gồm có ngụy thị khanh đặng đình bách mai phan lợi bạch hùng dương hoàng thị minh hồng và mới nhất là ngô thị tố nhiên họ đều bị quy kết với những bản án bất công và vô lý nhiều ý kiến cho rằng việc bắt giữ các nhà hoạt động môi trường nhằm ngăn cản họ tiếp cận quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của việt nam bởi khi có mặt họ quan chức khó bề tham nhũng đồng thời các chính sách của việt nam vẫn thể hiện sự ưu tiên đối với năng lượng hóa thạch và thủy điện bởi những nhóm lợi ích đã ăn sâu bén rễ trong lĩnh vực này. Tập đoàn Ortes là tập đoàn thứ hai ngừng kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Trước đó, tập đoàn Intel của Mỹ cũng đã công bố ngừng kế hoạch đầu tư mở rộng ở Việt Nam và chuyển đầu tư sang nước khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tập đoàn năng lượng tái tạo Ortex dừng đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam cam kết chuyển đổi xanh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân oan vô vọng, hụt hẫng vì ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Ngày 20 tháng 11, AFA có bài Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, tiếng nói bảo vệ dân oan bị dập tắt. AFA dẫn lời ông Nguyễn Trường Chinh, bố tử tù Nguyễn Văn Trưởng nói về vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng rằng: Bản thân tôi rụng rời hết chân tay, còn bà con dân oan ở ngô thời nhậm, khi nghe tin ông bị bắt, thì mọi người đều rất buồn. Có một người dám nói lên sự thật giúp bà con, nhưng bây giờ bị bịt mắt, bịt miệng, thì bà con rất là vô vọng. Và đây là hình bài trên AFA. Ông Trinh kể về buổi gặp trực tiếp ông Lưu Bình Nhưỡng ngày 27 tháng 9 để trình bày về những oan khuất trong vụ án của con trai mình. Nói chung, vào buổi tiếp hôm ấy, ông ấy cũng hỏi cặn kẽ và cho tôi trình bày hết những oan sai của con tôi ông ấy bảo cái này thì tôi sẽ tiếp nhận đơn của bác và tôi sẽ đề nghị lên ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban tư pháp quốc hội để có phương pháp giải quyết tôi sẽ làm hết sức của mình còn được như thế nào đó là tùy vào cấp trên của tôi thành thử bác cứ chờ đợi tôi mong bác có nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường tìm công lý cho con của bác AFA dẫn lời ông Nguyễn Hồng Quang, một dân oan thủ thiêm cho biết, ông đã in tất cả hồ sơ, chứng từ khiếu nại và trao tận tay ông Lưu Bình Nhưỡng hồi tháng 6 năm 2022. Chúng tôi lên gửi cho ông ấy toàn bộ tập hồ sơ rồi. Ông ấy hứa nhiều lần là sẽ đeo đuổi cái vụ thủ thiêm cho tới cùng, cho tới khi giải quyết xong. Ông Nhưỡng hứa nhiều lắm và liên tục gặp người dân thủ thiêm đến 4-5 lần. Và đây là hình ông Lưu Bình Nhưỡng trong một lần gặp gỡ dân oan Thủ Thiêm. Ông Quang cho biết, dù ông Nhưỡng không còn là đại biểu quốc hội, mà chuyển sang làm bên ban dân nguyện, bà con Thủ Thiêm vẫn gửi đơn cho ông. Vì tin tưởng ông Lưu Bình Nhưỡng, không phải ông ấy lo lắng cho dân oan, nhưng ông ấy là một giáo sư luật 20 năm, ông ấy cũng là một luật sư giỏi, ông ấy cũng là một người am tường về nội tình nguồn mái và những tiêu cực những ách tắc trì trệ trong guồng máy. Ông ấy luôn luôn gần gũi người dân, vạch trần, lên tiếng nói cho người dân rất là sâu sắc. Ông Nguyễn Trường Chinh từng gửi đơn đến rất nhiều cơ quan hữu trách, các lãnh đạo tối cao và một số đại biểu quốc hội trong suốt hành trình kêu oan cho con trai 17 năm. Tuy nhiên, ông Lưu Bình Nhưỡng là người hiếm hoi dám lên tiếng về các vụ án oan ngay trong nghị trường quốc hội. Ông ấy đã từng nói về vụ Hồ Duy Hải rất mạnh mẽ trên nghị trường quốc hội, thì đó là một minh chứng cho thấy ông ấy là người đứng về phía người dân. Ông ấy cũng nói về sự lạm quyền của công an của nền tư pháp Việt Nam xuống cấp. Ông ấy nói rất đúng thực tại, không sai một cái gì. Gần 500 đại biểu quốc hội thì chỉ có một mình ông ấy dám nói mà thôi. Và đây là hình ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại nghị trường quốc hội. Ông Nguyễn Hồng Quang thì cảm thấy rất bất ngờ, buồn và hụt hẫn vì ông Nhưỡng bị bắt. Người dân chúng tôi hụt hẫn, buồn vì trong 500 anh em đại biểu quốc hội không có mấy người dám nói. Riêng ông Lưu Bình Nhưỡng thì đã nói rõ ràng, rất mạch lạc, đi xoáy vào trọng tâm của vấn đề mà thực tế xảy ra. AFA dẫn lời luật sư Lê Quốc Quân nhận định về vụ bắt giữ người thầy của mình rằng thầy đã có những phát biểu rất mạnh mẽ, trực tiếp phê phán ngành công an, mà còn trực tiếp phê phán luôn cả quốc hội. Đừng đóng kín cửa chia chác quyền lực với nhau. Đó là những điều thực sự hiếm hoi trong điều kiện hiện tại. Khi thầy bị bắt, thì chắc chắn có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự kiện này. Và tôi nghĩ có rất nhiều ý kiến bảo vệ và binh vực thầy. Người ta đưa tin liên quan đến chuyện cường quốc rồi lại tiến hành lập biên bản hai cánh cửa gỗ của nhà thờ của họ thầy. Thì đó là những việc làm hoàn toàn có chủ đích là hạ nhục thầy, Gắn ghép thầy với những hoạt động của xã hội đen, giang hồ hoặc là tham lam. Và điều tôi lo ngại là người ta có thể khởi tố thầy về những điều khác nữa, ví dụ điều đó liên quan đến tham nhũng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dân oan vô vọng hụt hẫng vì ông lưu bình nhưỡng bị bắt. xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo .de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.